Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Định ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388039136 hoặc 0973164668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 30 tháng 10, đã đến lô máy 14 con. Báo giá cho bà con lô máy 14 con nha các bác. Máy em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, tiếp mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cái tay cầm, 5 món kèm theo cho các bác. Hình thức bên em mua bán thì trước khi gửi hàng, các bác vui lòng cọc trước 50.000 ạ. Và trước khi nhận và giao số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và hôm nay có lô 14 con, có những con như sau ạ. Có một con Makita 4 thì này. Và bữa nay mới về được mấy được ít con Makita hoặc là Honda này các bác này. Hôm nay những cái bác nào đặt Honda của em thì mai chưa đi được nha, ngày mốt mới đưa được, hoặc là trong lô này. Hôm nay là thứ bảy, mai chủ nhật không đi hàng, thứ hai mới đi hàng nha các bác. Đó, có Mitsubishi TL33 này, có Maru 32cc này, có TL26 cực kỳ đẹp luôn ạ. TL23 cũng đẹp xuất sắc. TL26, Maru 26, Mitsubishi TL261, có con Maru 23 tiếp ạ. Etokurit 23cc và ba con 20cc đến từ thương hiệu Gen Watt, Komatsu, Robin và Talaka nha các bác. Và trước khi review từng con một thì em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt cho các bác. Sáng ra hoặc đông ngày không sử dụng thì mình bơm xăng nha các bác. Nó tùy từng con, ví dụ như con Talaka đầu tiên này nó không có bơm xăng, các bác chỉ cần đóng nè xuống thôi. Và những cái con mà có bơm xăng này này, cho bơm xăng thì bơm xăng đấy nha các bác. Và con này nè đỏ tự động, mỗi can sử dụng một kiểu nha, thì nhấc lên. Và những cái con này thì nè nó lại bên này, thì các bác phải bên tay phải thì các bác nhấc lên nha. Những cái con mà có những cái con của Maru Jangma bên tay trái thì các bác hạ xuống. Đó, rồi các bác giật nổ ạ. Vâng, nổ rồi, nó chết máy hoặc nó không chết máy ấy, thì bên tay phải, bên tay trái này thì các bác nhấc lên. Bên tay phải, ví dụ cái nè bên tay phải như con này này. Đó, thì các bác thả xuống nha. Rồi, giật nổ thêm cái nữa ạ. Đó là lúc sáng ra hết xăng, hoặc đông này không sử dụng thì bơm xăng đóng nem vậy thôi nha. Còn lúc có nổ lại rồi các bác ạ, ví dụ như con này này. Đó các bác. Đó. Một vòng tua nó cũng nổ ạ. Nhớt thì các bác pha tỷ lệ cho em 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt thông thường, mệnh giá tầm khoảng 60.000 cho đến 120.000 1 lít nhớt đấy ạ. Thì các bác pha tỷ lệ 1/20, 1 lít nhớt 20 lít xăng ạ. Những cái dòng nhớt cao cấp hơn, đắt tiền hơn, các bác có thể pha tỷ lệ 30 cho đến 40 trên 1. Và lô này là lô chữ B nha các bác. Các bác lưu ý lô chữ B thì em sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 14. Bác nào chốt con nào thì nhắn tin, gọi điện kết bạn Zalo đến hai số điện thoại em vừa nói trên. Tôi chốt con này, một con số 2 hoặc con số 3 chẳng hạn nha các bác. Bác nào chưa chốt được con nào ở lô này, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh nha. Bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo em phát sóng vào buổi tối tầm khoảng 7:30 cho đến 8:30 hàng ngày nha các bác. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên đó để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và B1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Talaka, một con 20cc công suất cỡ nhỏ nha. Và con này cũng rin nguyên bản hết cho các bác. Đó, tiếng máy nổ thì các bác vừa nghe rồi đấy, cực kỳ ok. Và con này chỉ có giá là 1 triệu nha các bác. B1 giá 1 triệu đã bao ship và phụ kiện 5 món kèm theo cho các bác ạ. Rồi nổ lại cho các bác. Nổ lại cái cho nó. Con này không bơm xăng nhá, chỉ cần đóng nè thôi, rất dễ sử dụng, đóng nè. Đấy, buổi sáng đóng nè nên lật tầm 3-4 phát nó nổ rồi, nhấc lên là xong. Vâng, B2 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Robin nha các bác. Một con 20cc, cực kỳ nhỏ gọn. Cộng thêm một cái tay ghi đông một nữa. Đó, đầu bò ngực chống cuốn cỏ cho các bác. 1.250.000 đồng cho con số B2 ngày hôm nay. Vâng, tay ga hộp xịn sò cho các bác công tác đây. Đó, với những cái thương hiệu Robin cóc như con này này, nó cực kỳ nhỏ gọn nha các bác. Nó 3.5kg thôi. Nhỏ gọn. Xong bắt đầu này, có thêm ghi đông nhỏ gọn nữa, cực kỳ nhỏ gọn nha. Và giá tiền cũng rất ok, 1.250.000 đồng. Bác nào thích nhẹ nhàng này, có thích làm công việc gia đình, đó, các bác lựa chọn con số B2 ngày hôm nay nha các bác.
Vâng, với những cái thương hiệu le đỏ, le tự động, em nói le đỏ, le tự động này các bác này. Lúc các bác đóng nè, các bác lưu ý đừng ga lên ga nha. Tại vì các bác lên ga tự khắc nó bật này, không đóng nè đâu. Đó, khi nào nó nổ rồi ấy, các bác ga lên một tí tự cái này nó nhảy lại này. Đó, nó nhảy lại nhỉ. Đó, tự khi khắc nó bật lại. Lưu ý một điều ạ, tại vì nhiều bác về nhà mà cũng le đỏ, le tự động mà cứ ga lên xong vỏ nó không nổ. Nói chung là ga lên thì cái le nó bật lại, nó làm sao nó đóng được ạ. Xăng nó không lên thì nó không nổ được đâu ạ. Vâng, B2 1.250.000 đồng nha các bác. B3 ngày hôm nay cũng vậy ạ. Có một con đến từ thương hiệu Zenwatt Komatsu BC2000 20cc lòng 30 ly. Một con đến từ thương hiệu Zenwatt Komatsu cực kỳ nổi tiếng luôn. Đó, cũng nhỏ gọn nha các bác. Nó cũng tầm chưa đến 4kg đâu. Tầm 3,6, 3,7 kg thôi. Đặc biệt hơn con này sử dụng tay ga hộp xịn sò nha. Đó, cực kỳ xịn sò. Có tăng chỉnh ga. Đó, ví dụ lên cái giữa này là các bác chỉ ga nửa ga này. Lên trên cùng là ga không tác dụng nha. Xuống dưới cùng là ga. Đó, rất ok. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 1.450.000 đồng nha. 1.450.000 đồng cho con số B3 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Zenwatt Komatsu. Rất ok, cực kỳ mới luôn nha. Vâng, B3, 1.450.000 đồng nha các bác. Và tiếp tới là con số B4 ngày hôm nay đến từ thiệu Echoqrit nha các bác. Đó, các bác thêm một tí công tiền nữa. Đó, nó sẽ có công suất nhỉnh hơn nha các bác. Nhỉnh hơn Echoqrit. Con này đang sử dụng trục giật trợ lực nha các bác. Chế bơm ngang, chế quả ga ngang nha. Con này đang sử dụng tum liền, tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò ngược chống cuốn cỏ cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.600.000 đồng nha cho con số B4 ngày hôm nay. Các bác lưu ý những đời Echoqrit có đời tua nhanh, có đời tua chậm. Và con này đời tua nhanh nha, các bác có thể gặt lúa hay là cắt gốc rạ. Nói chung là rất ok nha. 23cc lòng 32 ly, tua nhanh, trục giật trợ lực. Đó, thêm một chút tiền nữa thôi các bác lựa chọn một con thương hiệu nói chung là nhỉnh hơn một tí công suất nữa nha. Vâng, B4 1.600.000 đồng nha các bác. Cực kỳ xịn sò luôn, rất đẹp ạ. Và tiếp theo là con số B5 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Marujangma. Một con Marujangma 23cc lòng 32 ly, rin nguyên bản 100% cho các bác con này. Đó, công tác tuôn trên tay, đầu bò rin, chắn đá rin. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.550.000 đồng cho thương hiệu Marujangma nha. Con này có sử dụng trục giật trợ lực bằng lò xo nha các bác. Đó, và những cái thương hiệu Marujangma lúc máy có dập made in Japan. Đó, tương đối đẹp, chế Gomoro, chế một kim, tum liền. Rất đẹp ạ, 1.550.000 đồng cho con số B5 ngày hôm nay ạ. Vâng, B5, 1.550.000 đồng ạ. B6 ngày hôm nay là một con Marujangma MB2300 23cc lòng 32 ly ạ. Chế qua Moro, chế một kim, tum rời, tum nhôm nha các bác. Tay ga giữ, đầu bò rin ạ. Và thương hiệu này ngày hôm nay chỉ có giá là 1.500.000 đồng thôi các bác ạ. Lý do là hôm nay con này là em bán xả nha các bác. Cái bán xả này có cái vỏ này, nó hơi lúm một tí. Nói thật với các bác, máy rất ok, rất đẹp nha. Và có mất cái vỏ nó hơi lứt lứt một tí này. Cái này không phải vỡ đâu nha, lúm một tí thôi. Và sẽ bán giả, chỉ có 1.500.000 đồng thôi. Trên các cái khác các bác xem đấy, không có con nào mà Maru 23cc lòng 32 ly tum rời, tum nhôm mà có giá đó đâu ạ. Đó, chỉ có 1.500.000 đồng thôi. Đó, các bác không chê cái vỏ nó xấu xấu một tí thì các bác lựa chọn con số B6 ngày hôm nay nha. Đó, những cái dòng này thì cũng thiết kế nhỏ gọn nha. Nó là một trong những con Marujangma 23cc nhỏ gọn nhất đấy ạ. Nó nhỏ gọn hơn là cái con 23cc con B5 đấy ạ.
Đó, rất nhỏ gọn. Tiếng máy thì cái đời MB này thì đời đời bền nhất của Maru Jama nha các bác. Đó, các bác lưu ý. Nó như kiểu Mitsubishi đời TL là đời đời đắt tiền và là đời bền nhất đấy ạ. Tiếng máy còn rất ok nha các bác. Vâng, B6 1.500.000 đồng ạ. B7 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly nha các bác. Đang sử dụng chế Warmro, chế 2 kim và những cái phiên bản đời TL này toàn bộ tua nhanh hết nha các bác. Tum rời, tum nhôm. Đó, nó có hơi xước xước một tí tum này thôi nha, một tí tí. Rất đẹp ạ. Bô sáng. Nằm còn sáng nguyên nha các bác. Đang sử dụng tay ga dỡ đầu bò riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.500.000 đồng cho con số B7 ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly nha các bác. Vâng, B7 2.500.000 đồng ạ. B8 ngày hôm nay lại một con Maru Jangma tiếp ạ. Con này nhỉnh công suất hơn một tí. BKC26 26cc lòng 34 ly nha các bác. Rất đẹp ạ. Chế qua Maru, chế ngang, dòng chế tiết kiệm xăng, chế tự động nha các bác. Tum rời, tum nhôm các bác. Con này có những cái con mà tum rời, tum nhôm của Maru Jangma này các bác có thể gắn máy xịt thuốc nha các bác. Tay ga giữ. Đầu bò lên cho các bác, đầu bò của Maru Jangma thì các bác khỏi phải chê cái độ chống quấn cỏ đó nha. Con nào nó cũng làm khít hết nha, riêng của Maru Jangma. Vâng, rất đẹp ạ. 26cc lòng 34 cho con số B8 đến thương hiệu Maru Jangma. Và giá của con này là giá 2 triệu nha các bác. 2 triệu cho con số B8 ạ. Tiếng máy còn rất chắc nha các bác. Vâng, B8 giá 2 triệu ạ. B9 ngày hôm nay là một con Mitsubishi TB 26 26cc lòng 34 ly. Những cái con TB này lòng to nhỉnh hơn một ly so với lại TL nha các bác. Đó, nhưng mà nó vẫn đạt, chỉ cứ đạt tốc độ của nó là 26cc thôi ạ. Có đây đang sử dụng trục giật trợ lực bằng lò xo, chế 2 kim Warmro, tum tua nhanh. Vâng, tum liền, tum nhôm như các bác. Con này rất đẹp ạ, cực kỳ mới luôn. Tay có hộp giữ, công tắc luôn trên tay. Đầu bò ngực chống quấn cỏ. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 2.200.000 đồng nha. Một ngày có rất nhiều các cuộc gọi điện thoại hỏi em là sao cùng là Mitsu mà sao có con đắt có con rẻ vậy ạ. Nói chung là em không trả lời về máy, em nói đơn giản về cho các bác dễ hiểu nha. Các bác cứ tưởng tượng một con xe máy Honda ấy ạ, của hãng Honda. Có con nó gần 100 triệu và có con có mười mấy triệu. Và các bác đi một con 100 triệu nó như thế nào, và có con đi mười mấy triệu nó như thế nào nha các bác. Đơn giản là vậy thôi. Hoặc là một cái điện thoại iPhone 10, iPhone 11 gì đấy, bản thường nó khác. Đó, cái bản iPhone Pro Max nó khác, giá tiền nó khác, nó chênh nhau cả 5-10 triệu là có. Cái một cái máy cỏ nó cũng tương đương áp dụng vào nó cũng vậy thôi ạ. Đó, nó tùy từng đời. Đó, ví dụ đời TB nó sẽ rẻ hơn đời TL. Và cái đời TBE nó rẻ hơn tí nữa nha. Và những cái đời sâu hơn, những cái đời T đời cổ hơn thì nó còn rẻ hơn nữa nha các bác. Đó. Và con này là đời TB, một con đời nói chung là cũng giữa giữa của Mitsubishi. Nó trên đời TL một đời nha. TL xong đến TB, xong đến TU nha các bác. Xong còn hai đời nữa với hết đời của hãng Mitsubishi được ạ. Rồi dần nổ đi em.
và một em Mitsubishi cực kỳ mới nha các bác. Con này rất mới ạ. Vâng, B9 2.200.000 đồng ạ. B10 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 nha, 23cc dòng 31 ly. Đang sử dụng chế Guamoro, chế 2 kim, chế rin cho các bác, tum rời tum nhôm này. Và con này rất đẹp ạ. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.850.000 đồng nha, cho con số B10 ngày hôm nay, Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 ly ạ. Rin nguyên bản hết cho các bác con này. Vâng, B10 1.850.000 nha. Vâng, B11 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 nha. Với con 26 này giá 2.400.000 đồng. Và con B10 1.850.000 đồng. Không phải nó ngon hơn con này mà nó đắt tiền hơn nha, là nó to hơn, nó đắt hơn rồi ạ. Đó, đi một con xe phân khối 110 nó khác, 100 con phân khối 150 nó khác chứ ạ. Nó đắt tiền hơn nha. Ít nhất là bán lúc bán chai chai nó đắt tiền hơn ạ. Vâng, B11 2.400.000 đồng, Mitsubishi TL26 nha các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Tum rời tum nhôm. Có nhúng bảo là có nhúng chống rung luôn nha. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Con số B11 nha các bác. Rất đẹp ạ. 2.400.000 đồng ạ. B11 2.400.000 đồng ạ. B12 ngày hôm nay một con công suất lớn như các bác, 32cc lòng 38 ly đến từ thương hiệu Marujama đời MB như các bác. MB một con sắc một con vuông Maru vuông như các bác, nó gọi Maru vuông rồi và Maru tròn đó. Những cái đời này cực kỳ bền nhá, rất ưa chuộng ở miền Tây đi ạ. Và con này đang rin nguyên bản hết cho các bác. Tay ga giữ công tắc luôn trên tay này, đầu bò ngực chống con cỏ cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.400.000 đồng nha, cho con số B11 ngày hôm nay. Ở đâu B10 mấy nhỉ? B12 nha các bác, xin lỗi ạ. Con B12 ngày hôm nay 2.400.000 đồng. Đến từ thương hiệu Marujama MB320 nha. Vâng, B12 2.400.000 đồng ạ. B13 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33 nha, 33cc lòng 36 ly. Và những cái phiên bản này thì hôm vừa rồi về có được 400 con Mitsubishi, thì nói thật với các bác nó được có 3 con TL33 thôi ạ. Những cái dòng máy bãi Nhật Bản mà cái dòng Mitsubishi, những cái hàng hệ, hàng cao cấp ấy ạ, nó ít về lắm ạ. Em cũng muốn lấy về bán lắm ạ, tại vì rất nhiều bác đặt hàng những con này bên em. Và nói thật với các bác là rất nhiều người đặt quá, em không dám để cho ai cả, để cho người nọ trách người kia, em cứ đăng lên. Bác nào chốt trước thì em sẽ để cho bác đó. Con này đang sử dụng tum bố lớn nha các bác. Đó, tum trời, tum nhôm, bố lớn. Ống cần 26. Đó, rất đẹp ạ. Và chắc chắn rồi, nông máy buộc phải dập made in Japan. Đó, con này tương đối đẹp nha các bác. Con này sử dụng tay ga bóp nha các bác. Bóp rin đấy, không phải bóp nô đâu ạ. Bóp rin nó có cái chỉnh tăng chỉnh thì ga ở đây nha các bác. Đó, tay ga bóp rin. Tuy máy lớn mà tay vẫn tay nhỏ nha các bác. Đầu bò chắn đá rin hết cho các bác. Và thương hiệu ngày hôm nay sẽ bán giá là 3.300.000 đồng nha, cho con số B13 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly. Cực chất, cực đẹp luôn ạ. À, không có nhiều đâu ạ. À,
Vâng, B13 3.300.000 đồng nha các bác. Vâng, B14 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Makita, một con 4 thì nha. Từ B1 cho đến B13 là dòng 2 thì. Các bác pha tỷ lệ nhớt 1/20. Đó, dòng nhớt 2 thì nha. Và đây là một những con máy là pha 4 kỳ, xăng riêng nhất riêng. Đó, nhớt các bác đổ đây. Xăng trắng rồi ạ. Chế qua Moro, chế một kim. Tum liền, tum nhôm như các bác. Bữa nay về được ít máy 4 thì, hầu như nô máy này rất đẹp nha các bác. Đó. Và những bác nào mà những mua những dòng Honda mà hôm nay em không đang, các bác có thể liên hệ trực tiếp để đặt hàng nhá. Đó, ví dụ hôm nay có 3 con Honda này. Đó, hôm nay các bác có bác đặt 3 con Honda này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nên là hôm nay Honda thì em trực tiếp đăng. Hôm nay một con Makita 4 thì cũng cực đẹp nha các bác. Hôm qua có một con nhưng mà con đang qua đẹp hơn con này. Và con hôm nay em sẽ bán giá là 2.050.000 cho con số B14 ngày hôm nay. Cái ga này các bác nhá. Đó, rất xịn. Đây này, các bác ga đây có cái tham đây này. Đó, lúc các bác nào mà mỏi tay, các bác không phát thả tay là phát cả hai cái đều về nha. Đó, các bác bóp vào đây. Bắt đầu ga đây. Đó, nó giữ luôn. Lúc nào mỏi tay nhả phát cả hai cái đều về. Rin nguyên bản hết cho các bác. Và D14 2.050.000 đồng nha. Tum liền tum nhôm. Vâng, con này cũng tương đối đẹp. Có cả chữ nhật mờ đây nữa. Rất đẹp nha các bác. Có chân chống bảo vệ bình xăng này. Xăng riêng nhất riêng, một con máy 4 thì nha các bác. Rồi, lổ đi em. Các bác lưu ý những cái dòng máy em đăng bán và đăng lên nha, không phải cứ con Makita này nó là 2.050.000 nha. Đó, nó tùy theo đẹp xấu, tình trạng máy, đó, trong ruột nó đã thay cái gì chưa, tình trạng máy có đẹp, nhìn hình thức bên ngoài nó có đẹp không. Ví dụ con hôm qua em đăng 2.000.000 chẳng hạn, con này đăng 2.050.000. Và có những con các bác thích Makita 4 thì 1.800.000, 1.900.000 nhà em cũng có nha các bác. Và con này là 2.050.000 cho con số B14 ngày hôm nay nha các bác. Vậy em vừa báo giá bà con nô máy 14 con. Em xin nhắc lại, giá em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa chốt được con nào ở nô này, các bác có thể đăng ký kênh nha. Bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo và phát sóng vào buổi tối lúc 7:30 cho đến 8:30 hàng ngày. Hôm qua em có báo các bác là hôm nay đang rạch nước mà hôm nay bận quá chưa đăng được nha. Đó, bác nào mà mua những con rạch nước, về rạch nước thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên cửa hàng để cửa hàng gửi nhá. Bữa nay là gửi được bên bưu điện hoặc Viettel cho gửi đến 30kg được ạ. Đó, nên là có thể gửi được những mặt hàng nặng công kênh rồi nha các bác. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video.